rất là nhiều bạn à, trong hội à, nhóm trong group à, trồng cái ly kép này, này. À, hoặc là một số người là ly thơm thì à, nó bị à, lá bị xoăn hoặc là bị à, khô như này thì có hỏi thì à, có bị làm sao hay như nào không thì nếu mà mọi người gặp cái kiểu như thế này tức là nó bị à, à, ẻo như này bị thắt ở giữa như này Đấy, và bị xoăn tóp lá như thế này nhé mà nhưng mà cái nụ của nó vẫn còn xanh Đấy, vẫn còn xanh và vẫn bình thường ấy thì à, về sau À, cơ bản nó cũng không quá là nguy hiểm đấy, nó sẽ về sau thì bắt đầu đến khi bắt đầu phân à, chia như thế này à, chia nụ như thế này thì nó sẽ phục hồi dần dần và nếu mà nặng thì nó sẽ để lại cái sẹo nó bị thắt đấy, giống như kiểu thế à, này, này. Đấy, bị thắt như thế này đấy, hoặc là bị thắt hơn như thế này một chút thì à, mình có thể là bỏ bấm những cái cái mà thắt thắt xấu xấu lên đi, đi, đi. đấy đi đấy, đấy thằng này đấy, hoặc là thế này đấy là chậu lì kép đấy Mấy cái thằng này bàn toàn là văn này. Đấy, đấy Nhưng mà cái nào phải nó nó kém nó xấu hẳn mới bỏ nhá, chứ không thì ngắt và cũng không được ngắt kiểu là uh, nhìn có được lá nào là mọi người vặt hết, giống như vặt uh, lông gà nhá. Uh, không được vặt uh, trơ trụi như thế này và chỉ cần uh, uh, lược qua một chút này để về sau ở đấy như thế này là được rồi. Đấy. Uh, là ít nữa là nó sẽ phục hồi và mình uh, bổ sung thêm một số lại phân bón là lá kết hợp nữa thì về sau đến khi nó phân chia à, thật hoặc là như thế này thì nó sẽ à, hết đi đấy. chứ cũng không cần mọi người hóa mang quá từ khi mà nó bắt đầu nó dấu hiệu nó thối đấy, và nó thối là lá ôm nụ với cả là thối xuống lan nhảy vào trong cái nụ ấy, thì mọi người cần phải à, lo lắng cần phải à, chữa ngay đấy. chứ còn nếu mà nụ vẫn còn xanh như này mọi người bắc vẫn còn xanh đấy vẫn còn uh, bình thường như thế này thì uh, không cần phải quá lo lắng lắm trừ khi thì vì bởi vì là cái việc cháy ấy, đối với ly kép thì nó hay xảy ra như thế đây đấy đấy nhá mọi người nhé